Kính thưa quý vị, Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung 2023 sẽ được tổ chức trong hai ngày 29-30 tháng 9, nhằm 15 và 16 tháng 8 âm lịch, Tết Trung Thu, thu hút hàng trăm nghìn người là tín đồ và du khách thập phương. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng là ùn tắc giao thông trước, trong và sau khi diễn ra lễ, Công an Tây Ninh triển khai kế hoạch bố trí lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2023. Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung 2023 là lễ lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài, thu hút 100 đến 200 ngàn tín đồ và du khách thập phương đến tham dự. Dự kiến số lượng người và phương tiện đến tham dự đông đảo. Công an Tây Ninh điều động 228 cán bộ, chiến sĩ sẽ tham gia vào lực lượng kiểm tra, hậu cần, trung tâm chỉ huy, dẫn đoàn, đứng chốt, điều khiển giao thông và tuần tra kiểm soát lưu động nhằm làm tốt công tác nắm tình hình, đảm bảo thông suốt, an toàn cho người dân tham gia lễ hội, không để xảy ra ùn tắc giao thông trước, trong và sau khi diễn ra lễ. Và huy động lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông và chỉ huy điều khiển giao thông trên các cái tuyến đường xung quanh tòa thánh và khu vực nội ô tòa thánh, các cái tuyến đường trọng điểm có cái mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, đồng thời là xây dựng phương án và dự trù những cái tình huống ùn tắc giao thông và có cái hướng xử lý từng trường hợp cụ thể và quán triệt cho tất cả cán bộ chiến sĩ nắm thực hiện nghiêm túc, và đồng thời cũng lập nhóm Zalo để mà về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, để mà trong thuận tiện trong các quá trình mà mình trao đổi thông tin và phản ánh kịp thời về tình hình trật tự an toàn giao thông trên các cái tuyến và địa bàn, để trong cái phối hợp và chỉ đạo nó kịp thời và sát cái tình hình trật tự an toàn giao thông tại thời điểm nơi diễn ra lễ hội và xung quanh khu vực tòa thánh Tây Ninh. Lực lượng sẽ thực hiện trực 100% quân số bắt đầu từ 7 giờ ngày 28 tháng 9, tức ngày 14 tháng 8 âm lịch, cho đến 11 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2023, tức ngày 16 tháng 8 âm lịch. Đối với các tổ tuần tra kiểm soát lưu động, thực hiện nhiệm vụ từ 10 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2023 để nhắc nhở xử lý các trường hợp vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông và nắm tình hình mật độ phương tiện đến tham dự lễ. Đối với lực lượng đứng chốt, phân luồng chỉ huy điều khiển giao thông ra quân thực hiện từ 14 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2023 cho đến khi người dân tham dự lễ ra về hết, tình hình trật tự an toàn giao thông xung quanh khu vực tòa thánh trở lại bình thường. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung 2023, Công an Tây Ninh cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động tham gia giao thông an toàn. Thì do cái lưu lượng phương tiện của các tỉnh là về rất là nhiều và cũng chưa thông thuộc đường xá, nên việc mà dừng đổ phương tiện thì thường là vi phạm, để tạo điều kiện thuận lợi cho cái người dân được thuận lợi để đi lại. Thì lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Hòa Thành tập trung tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông trước, trong và sau khi diễn ra lễ, bên cạnh các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung 2023 của lực lượng chức năng rất cần sự ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ của người dân, để đại lễ sẽ là dịp vui chơi an toàn, nhiều trải nghiệm đẹp.